Vũ mến chào quý vị và các bạn nha. Thì ở đây mình thấy có chiếc Ford 5000 đang kéo lúa nè các bạn. Ở đây kéo lúa vô cũng gần nè, có vô chừng 100m, hơn 100m nè các bạn. Đó. Thì bây giờ để mình quay cho các bạn xem nha. Đó. Đây là Ford 5000. Đó, còn bao cuối cùng nữa là mấy anh chị đi rồi, giúp cái cài tới. Giúp cái cài tới nha các bạn. Này là đảo vòng tròn luôn. Quay đang YouTube chơi vô. Hả? Bò hả? Đăng hết rồi. Thiện Vũ TV. Đây là chạy xuống dưới nè các bạn. Vì là ông không có lấy đầu trên nè, ông lấy đầu dưới luôn. Đây là Ford 5000 ha. Chạy rất là lẹ ha. Một vợ ba con luôn mà. Có cháy đâu. Đăng là đẹp trai quá mà cháy gì được. Ở đây cuộn dây nè. Mấy cài nhà hay gì chú? Nó là đài máy chú. Hả? Pho mà nó là 5 mấy á. Ý là 5, 9 mấy, 7 mấy, 8 mấy gì đó. Dạ. Nó có đóng dấu phía bên kia. Dạ. Nên là máy nó còn nguyên zin hết hả chú? Dạ. Đó, dạ anh em là chắc lúa lên mới cài. Giờ mình tham quan một vòng nha các bạn. Vỏ sau là dùng Kasumina 11 11 0020. Cầu này cầu gì mình không gành nha các bạn. Có anh em nói là cầu Y-pha gì đó là nó sẽ chạy nó đỡ đụng đường gì đó. Đây là cái cầu của nó nè. Rõ sau nó là 18-430 nha các bạn. Hôm trước nó là 8-25-16. Máy nữa các bạn. Đây là cái ghế ngồi của tài xế. Cái hồi mình hỏi chú 5000 là 4 máy ha. Có 3 máy nha các bạn. Nhiều đời quá con không biết được. Hỏi chú, nó 5000 là nó 4 máy hay 3 máy chú? 4 máy đâu hả? Dạ, thầy chú, cái đài nó nằm ở đây nè. Có mấy chiếc kia nằm đây, chiếc này nó nằm đâu. Dạ. Nhiều cái nằm khác nhau lắm, không biết được. Dạ, lên bờ hả chú? Dạ, lên gò không?
có nhiều xe nó cái bài nó nằm khác nhau nha các bạn, nên không có biết được ha. Chắc mấy bao nữa. Tham quan tiếp. Này là bốn máy nha các bạn. Bốn máy luôn á. Thằng này cũng không có từ trước. Đó, giờ xong rồi anh em lên. Chắc như thế này nè các bạn. Chắc vòng vòng là một lỗ ha. Chỗ đừng cho là cho xe lái nó vô á. Lái vô lấy. Rớt bao. Rớt xuống bao. Dòng rồi. Ở đây chợ. Ở đây chỗ đất rồi tới mấy mẫu luôn các bạn. Cái đòn bỏ bên đây. Cái đòn rớt bên kia. Đó, bắt đầu là xuống bên đây. Giác phải re luôn rồi gì mà than. Vô miếng nữa được không? Được rồi. Ben cho nó chút chút xuống ha. Chút chút xuống dễ lấy. Cả đó là vừa tầm lấy rồi phải không? Vừa rồi. Ở trên ngã xuống. Đó các bạn, đây là một tia ben ha. Một tia ben. Đây là cầu của nó nè. Đây hồi mày hỏi chú cái cầu gì nha các bạn. Cầu này cái cầu đích nó nè. Cầu đích nó nhìn thấy cũng cái cầu này chắc nó cũng đầy lâu quá các bạn. Cầu đích này thấy hơi bự nè. Đây là chú để cái bình hơi cho phía sau nữa bạn. Bình hơi nằm phía sau ha. Đây là một có thấy cái thùng vết quá bự luôn nè. Thùng vết này giờ hiếm nha các bạn. Cái này là cái bê tông ấy hơi nè. Dùng cái từ giờ mình quên nè. Giống như là cái đầu né hơi á. Đó, nó truyền dây hơi ra tuốt là sao các bạn, dây hơi cho bá lửa luôn. Để mình kiếm cái đài nha các bạn. Thằng này không biết cái đài nằm ở đâu. Ở đây nó có cái đài các bạn. 24 tháng 11 kìa, nhưng mà còn hai số sau nó mất rồi. Nó mà câm mà nhìn không có ra số nữa nha các bạn.
nghe nói 4.600 á, theo thông số trên mình tìm hiểu trên Google á, thì nó 4.600 với 4.000 là nó từ 62 tới 75, nhưng mà thằng nào 5.000 rồi nó là cao hơn nữa thì mình cũng không biết ha, không biết là nó là năm mấy nha.